cặp rồi chỗ này chỗ kia về bị la mới mua thì cặp thời gian cặp cái này cái kia, tôi nói tự gì tôi bị gãi như vậy đâu có biết đâu, vậy lên tôi cũng cặp nữa chỗ này chỗ kia gì cho nó hai cặp chứ vậy mấy cháu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống. À mẹ. Sao hả? Sao bỏ bịch chưa?